chút nha, tại mình ngồi chỗ này nó sáng quá, mà xoay hướng nào nó cũng vậy hết. Hút liền thử miếng nước coi. Có một chỗ nữa ăn ở bên đường Cao Thắng á, ngon hơn bên này. Nhưng ở đây đêm nó hơi cho rau vô đi cho nó mềm cho nó chín coi. Tới được rồi. Ở đường Trần Bình Trọng nha bạn, hẹp số mấy quên rồi. Để chút nữa mình ra mình coi mình báo coi. Cái hẻm này kế bán canh cua nổi tiếng đường Trần Bình Trọng đó các bạn. Siêu thị Âu Trà kiwi ở đó, kiwi vàng nó bán mắc gấp đôi, mắc hơn 60.000 chứ. Hôm bữa mình ăn là 150 cho 54 nha. Âu Trà nó bán là 201 một ký. Bốn trái là được nửa ký. Đường cho nên rất sợ, sợ bị giật điện thoại.
Mình cũng đi vậy? Đi ăn sáng xong đi chợ. Cái quán mình hay ăn bên Cao Thắng, người ta đang sửa nhà, cho nên chừng nào sửa xong mình sẽ qua ăn và qua cho các bạn coi nha. To như gặp bún hả? Lột con bún nó to gặp bánh canh. Hết rồi.